Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. Nhân đức nghe Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng lúc trước có một câu ngài nói rằng trong Phật pháp có phương pháp để giúp cho chúng ta thay đổi được số mệnh hiện đời của chúng ta. Khi những đức tiếp nhận Phật pháp, những đức thấy rõ ràng phương pháp trong nhà Phật rất hữu hiệu. Nhưng khi mình nghe và người hướng dẫn đó phải thật sự đúng về nhân quả thì nhất định là có cảm ứng. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không thì nói rằng là phước báo mà của ngài hiện đời này hưởng là hiện đời này tu, hiện đời này tu mà có. Vì ngài nói rằng khi ngài sinh vào một gia đình rất nghèo, cha thì làm nghề sát sanh săn bắn, gài thuốc nổ cho nổ chết cá, nên khi cha khi mà bị phát bệnh điên cuồng, gặp núi thì chạy lên núi, gặp nước thì nhủi đầu xuống nước. Khi ngài tụng tới kinh Địa Tạng thì thấy gùng mình rợn ốc. Những đoạn này ngài giảng nguyên văn vậy đó. Thì ngài nói rằng đúng là nhân quả nhất định có, không sai. Đến khi mà ngài tiếp nhận Phật pháp và gặp được ngay thầy Lý Bỉnh Nam. Thầy Lý Bỉnh Nam mới thật sự nói về sâu về nhân quả. Nó sâu về nhân quả. Họ khuyên đại lão Hòa Thượng Tịnh Không nên niệm Phật. Vì chính thầy Lý Bỉnh Nam khi gặp Ấn Tổ cũng khuyên niệm Phật. Và thời gian của thầy Lý Bỉnh Nam cũng mắc ra gần 20 năm. Hòa Thượng Tịnh Không cũng mười mấy năm. Thầy Lý Bỉnh Nam khuyên ông nên niệm Phật. Và sau này đại lão Hòa Thượng Tịnh Không mới niệm Phật. Và khi gặp thầy Lý Bỉnh Nam thì thầy Lý Bỉnh Nam nhìn ra được Hòa Thượng Tịnh Không thông minh nhưng thiếu phước báo. Mà người thông minh mà thiếu phước báo thì khó hoằn Phật pháp, khó hoằn truyền Phật pháp. Vì không có phước không hoằn truyền Phật pháp được. Nên dạy đại lão Hòa Thượng Tịnh Không phải có tâm bố thí. Từ tài thí pháp thí vô ý thí. Hỏi ông có một đồng không? Một đồng là nhỏ nhất, một đồng không có, không có. Từ một đồng mà làm, chân thật mà làm. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài chân thật nghe lời. Từ cái tâm tài thí pháp thí vô ý thí, ngài chân thật làm. Từ cái nhỏ nhất chân thật làm, làm chân thật luôn. Thì đại lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nói rằng là hiện đời của ngài, phước báo của ngài là đời này tu, đời này có. Đời này tu, đời này sanh luôn. Mà chắc chắn luôn đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài hiện đời này tu mà sanh từ phước báo, rồi từ pháp thí thông minh trí tuệ, sức khỏe tuổi thọ kéo dài, là nó bắt nguồn từ cái gốc giảng pháp khuyên người niệm Phật. Vì cái này là nuôi huệ mạng là thù thắng nhất. Không có cái gì bằng cái nuôi huệ mạng. Nhưng mà ba cái thí đó ngài nhiệt tình ngài làm. Nhiệt tình làm. Ngài nói là thay đổi được số mệnh luôn. Nên quý vị phải nhớ rằng là cái tâm trộm cắp của chúng ta nó đáng sợ lắm, nó rất là cẩn thận. Nếu như cái tâm trộm cắp này mà nó quân tập mà phước báo trong mạng mình dày, mình tưởng đâu là mình tính toán mình thành đạt thành công, không, không phải, mà là do trong phước báo những đời trước mình tu nó dày quá, đời này cái tính toán so đo nghĩ ngợi thủ đoạn mình mới thành công. Mà cái thành công này nó sẽ mất đi cái phước. Nó thành công cái hình nhưng mất cái phước. Thì cái phước nó đã mất rồi mà cái hình nó còn thì nó sụp đổ. Nó sụp đổ liền. Nên khi mà mình biết cái tâm trộm cắp nó đáng sợ mình không dám. Vì cái tâm trộm cắp này nó làm cho mình giống như mình tưởng là mình suy nghĩ mình được giàu sang như đó quý vị. Thí dụ như bây giờ mình có thể suy nghĩ cách nào để mà mình lấy của người ta.
hoặc của con người, một người cá nhân, của một xã hội, của một đất nước. Thí dụ nếu như mình phạm vào chỗ này, bản thân mình sẽ thế nào? Mình sẽ đổ sạch à? Mà mình có khi đi vào cái tội lỗi, và cuối cùng mình hiện đời là có khi mình đi vào tù tội không chứ. Tại vì cái phước báo đó là mình là đúng ở trong mạng nó có rồi, nó xài nhiều đời nhiều kiếp lắm. Nhưng mà vì lòng tham của mình thấy mình phải giàu trong đời này thiệt nhiều, nên mình kéo mấy cái đời kiếp sau lấy lại hết một đời này luôn. Mình phải dùng hết thủ đoạn. Nhưng mà thật sự thì 1 tỷ lấy được có 500 thôi, mà phước người này quá nhiều. Mình lấy được 500 hoặc 700 gì thôi, thì mình gom về một đời này thôi. Và khi mình gom về một đời này mình xài không được, vì cái tiền nó quá nhiều mình cũng xài không hết được. Nhưng mà lòng tham mình phải chứng tỏ là mình phải có nhiều tiền, phải nhiều nhà, nhiều của. Nhưng cuối cùng cái tham này nó thâm luôn. Cái lòng tham này nó khiến mình đi vào tội lỗi, và hiện đời có khi đi tù tội. Quý vị nếu mà ngồi suy nghĩ ra nghe, có những người thiệt là giàu, cực kỳ giàu luôn mà không xài được. Họ rất giàu luôn. Nếu như mình thì mình nếu học Phật mình biết đủ là mình thấy một chút như búng ngón tay của họ thôi là mình có thể xài cả đời, xài cũng không hết nữa. Nhưng mà họ làm chi mà họ tạo kinh khủng lắm. Và cuối cùng họ phải đi tù tội. Đó là lòng tham. Bắt nguồn từ lòng tham. Hết sức là cẩn thận. Bởi vì cái tâm mà mình học Phật mình cảm ơn là do người ta vạch cho mình nghe được cái lòng tham. Cái lòng tham vi tế nó ghê lắm. Mà cái tham đó nó không bao giờ tồn tại. Cái không phải của mình mà lấy không phải tồn tại đâu. Cái mà mình hưởng được là do phước trong mạng mình thật sự có. Mà người đã học Phật rồi, mình có mình phải nghĩ cho người ta. Quý vị đừng có nói rằng là mình nghĩ cho người ta, người ta có tốt lành gì đâu. Không phải đâu. Mình chỉ cần lợi ích cho người ta, dù tốt không tốt gì thì cũng là con người nó có tâm Phật. Nó vẫn là có phước báo rất là lớn khi mình nghĩ cho người ta. Thật sự luôn á. Thì Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày cũng nói là hiện đời của ngài tu, hiện đời ngài là sanh từ tài thí pháp thí vô ý thí. Ngài sanh được ba chỗ này là do ngài tu mà ra. Những đức cũng gặp vị thầy mà những đức đến chùa, chính thầy cũng nói như vậy luôn. Thầy cũng sinh vào một gia đình nghèo, mẹ thầy lúc ngày xưa nghèo nó đi bán chè. Thầy đi tu thì thầy cũng đi học chùa Phật, học đồ nhiều chỗ, có khi phải xin tiền mẹ để đi học luôn á. Xin tiền mẹ đi học. Nhưng sau này ngày bệnh đau nhiều lắm, nghe được pháp Hòa Thượng Tịnh Không thì nói về kinh Vô Lượng Thọ, thầy mới in kinh Vô Lượng Thọ tặng người. Lúc đó ngày khuyên thầy khuyên người niệm Phật, từ một cái nơi nho nhỏ phát triển rộng ra. Và chính thầy cũng nói một câu mà như Đức nghe rõ ràng: hiện đời thầy là tu tập, hiện đời này sanh từ tài thí pháp thí vô ý thí. Nhưng mà cái tài thí pháp thí vô ý thí này khi nó đã sanh ra đó nghe, phải hết sức cẩn thận. Nếu như mà nó không gầy dựng một cái tâm giải thoát là nó lạc liền. Khi nó sanh lớn quá, tại tài thí là mình sanh có phước báo tiền bạc quá nhiều, mà tiền quá nhiều không khéo mình sẽ bị sợ mắt, mình sẽ giấu cắt, mình sẽ tìm mọi cách để giấu cắt. Thì tiền nó quá nhiều rồi, phước nó quá nhiều rồi mà nó không có cách để phát tán được, giống như mà nó không có cách để giải được đó quý vị. Phước cũng vậy luôn, giống như nước mà để trong chai và tụi không người nói bạn không uống nhất định sẽ hôi, không nói dòng do. Mà tiền bạc của bạn không có cách để quá giải nó được thì phước báo bị bạn ứ, mà nhiều người khổ quá thì bạn sẽ gặp nạn đó. Nên cái này là phải cẩn thận nè. Dù là không có phước nó cũng khổ, mà phước quá nó cũng kinh lắm, phải cực kỳ nguy hiểm. Chỗ này phải nhận thức phước báo nó quá dày. Hiện đời tu, hiện đời có em thông minh trí tuệ là con người nó bình tĩnh trước mọi người, và lúc nào nó cũng là bình tĩnh trước mọi người và nói chuyện đồ lưu lót là cũng là từ trí tuệ, từ pháp thí sanh ra ha. Và sức khỏe tuổi thọ kéo dài là từ phóng sanh ăn chay mà sinh ra. Cái này nhân quả nó phải rõ ràng 100% là. Và những đức cũng nghe vị thầy này nói rằng là hiện đời thầy tu, hiện đời thầy sanh, nhưng mà cái ba thí đó mà sanh ra rồi là phải hết sức cẩn thận nữa. Cái nguồn gốc của nó để giải được hai thứ kia là phải nguồn gốc giải thoát, cái nguồn gốc giải thoát. Và phải có một phương pháp tu để trụ tâm. Khi phương pháp tu để trụ tâm thì nó giải thoát cái tâm, là nó giải những cái thứ tài thí và nó giải cái thứ bệnh đau và sức khỏe, giải hai loại này. Và ngay cái nguồn gốc là từ cái tâm giải thoát nó mới giải hai thứ kia. Còn nếu cái tâm nó không giải thoát thì nó không giải được hai thứ kia, và tự nhiên nó sẽ thành nguy họa, họa đến với mình là tiền bạc nhiều quá nghĩ bậy, và thông minh quá nghĩ bậy, và sức khỏe tuổi thọ kéo dài nghĩ bậy đó.
Ba cái đó nó không khéo nó quay lại của thế gian pháp là nguy vô cùng, và có thể chúng ta đi đọa lạc. Nên cái nguồn gốc để giải hai thứ kia và giải ba thứ kia là nguồn gốc của niệm Phật cầu sanh cực lạc. Phải nghĩ thế giới cực lạc mới là chỗ tồn tại, chỗ vĩnh cửu và giúp chúng sanh thật sự. Cái chỗ này quan trọng lắm nha quý vị, đó, cực kỳ quan trọng luôn. Nên mỗi một người mình mà khi mà mình nhận thức được những chỗ này rồi thì quý vị biết rằng là cái lợi ích khi mà mình mà học Phật thì mới thấy cái lợi ích lớn vô cùng. Cái lợi ích của học Phật nó lớn dữ lắm, nó giải được, nó giải được và nó giúp đỡ cho mình nhiều dữ lắm quý vị. Nó nên mình phải cần có người mà nhắc nhở mình để hướng dẫn mình. Nếu không thì thật sự mà nói thì bản thân của khi chúng ta học Phật nó vẫn mù quáng. Nó vẫn mù quáng đó. Nên cái tâm trộm cắp nó đáng sợ dữ lắm. Nhất kỳ. Cái tâm trộm cắp nó cực kỳ đáng sợ. Nên mỗi người phải nhận thức được chỗ này. Dù là mình nghèo nghe quý vị, mình nghèo, nhưng bản thân của chúng ta không dám có cái tâm trộm cắp. Tại vì hiện đời dù mình có nghèo khổ nghe quý vị, nhưng nếu mình có sự tu hành thì cái phúc báo nó dồn về sau tuổi già. Còn nếu như mình có phước báo mà chưa đến mà mình có tâm trộm cắp thì nó sanh ra hiện tại mà nó chưa phù hợp, giống một cái trái nó chưa chín mà mình bẻ ăn nó cũng không ngon được. Nó là dội vàng, và khi nó lại dội vàng là có tác dụng phụ. Chắc chắn khi dội vàng là có tác dụng phụ rất lớn. Nên cẩn thận cái tâm trộm cắp khi nhìn người ta giàu sang, nhìn người ta đầy đủ mà bản thân mình mong muốn, và cái mong muốn đó của mình là phan duyên, mà khi đã muốn chiếm đoạt của cải người ta thì bản thân mình sẽ chịu cái khổ khi tuổi chưa già nó đã khổ. Tại vì nó hưởng cái hiện tại tuổi trẻ. Nên như Đức nói, thà tuổi trẻ mình khổ một chút mà mình có phước mình cho người ta hưởng đi, nhưng cái phúc khi tuổi của mình khoảng cỡ 50 năm mấy, nó rất có phúc báo. Nó hưởng cho đến khi tuổi già mình mắc đi tỉnh táo, niệm Phật giảng sanh. Đây mới gọi là người có phước báo nè. Người có phước báo là người như vậy đấy. Còn cái người mà khi còn trẻ mà vui chơi, đồ ăn chơi, đồ thoải mái, phước báo này nó chỉ là phước báo hữu lậu thôi. Phước báo hữu lậu là phước báo giả đó quý vị. Nó giúp cho mình hưởng rồi xong đi đọa. Hưởng rồi xong đi đọa luôn. Cái này mà đáng sợ nè. Nên khi mà Phật Pháp mà giải cho mình nghe rồi, bản thân mình mới nhìn ra. Nhìn ra là đời này tại sao mình khổ quá. Thì bản thân mình không có than thân trách phận, không có trách trời, trách Phật Bồ Tát nữa. Mà bản thân mình trách là bản thân mình từ tài thí, bản thân mình không có tâm. Là con người mình hẹp hòi quá. Mình có mình chỉ biết cho mình thôi. Nên mình hưởng hết là mình sẽ rất khổ. Rồi xong Pháp thí là cái hay. Cái gì phương pháp hay mình sẽ không bao giờ chia cho người ta. Mình không bao giờ chia cho người ta. Mình muốn mình độc quyền thôi. Mình muốn mình độc quyền, không có chia ra. Nên con người mình nó sẽ mù quáng, không thông minh. Và mình sát sanh hại vật rất là nhiều. Gùi mũi kiến giác mình giết tha hồ luôn. Nên mình bị tổn thọ, bệnh đau và chết yểu. Nên Phật Pháp là dạy là gieo nhân gặt quả. Nên phải tin nhân quả thật là sâu sắc. Nên dù mình có làm ăn, mình chặt ruột hoài luôn, nhưng mà bản thân mình tuyệt đối không có nên có cái lòng tham chiếm đoạt tài sản người khác. Không nên có tâm đó, vì cái tâm đó mình sẽ hưởng không được. Quý vị có tạo ra có rồi không hưởng được, nhưng mà nó đi vào lao lý không phải đơn giản đâu. Tại vì nó hưởng bằng một cách phù phiếm, nó hưởng bằng một cách là phan duyên, nó hưởng một cách là tạo tội nghiệp. Nên mình không bao giờ hưởng được cái phước đó đâu. Cái người mà có tiền mà hưởng được đó là mình phải nghĩ cho người khác hưởng, mình mới hưởng được. Cái hưởng này nó mới thật sự phù hợp cho Phật Pháp. Và nó rất là an tâm, nó rất là an vui luôn. Nó, thí dụ như những Đức đi đến một cái nhà, một cái cô này những Đức ở. Trong thâm tâm những Đức nói rằng cô thì có nhiều tài sản, có nhiều nhà, nhưng những Đức nói cái nhà của cô, cái nhà này mới là cái nhà nó ý nghĩa của cái phước báo của cô nè. Tại vì sao? Dù cô có bao nhiêu cái nhà, có một cái nhà có tiền nhiều, nhưng mà cái tiền đó cô cũng có xài được gì đâu. Vì cô cũng 70 tuổi xài gì vậy. Mà mình là con người, mình là nghĩ cho con cháu của mình, nhưng mà bản thân mình đi về đâu cũng chưa biết nè. Nên cái nhà mà cô mà hiện tại như Đức đang ở đó là cái nhà mỗi ngày những Đức đang
hướng dẫn người ta niệm Phật. Nên cái nhà đó là cái tài sản của cô, nó đang sanh ra cái phước cho cô. Mà cái này cô mới cầm theo nè, cái này cô mới cầm theo nè. Cũng như người ta có đồng tiền, người ta cắt một cái chỗ cho người khác tu vậy đó. Có nghĩa là cái phước báo đó là người khác tu, mà mình tạo điều kiện cho người ta tu, mà ngay người tu thì mình có phước báo. Cái này không nói về công đức nha quý vị. Cái này không nói về công đức nghe. Công đức là chính quý vị phải dụng công tu và nhìn thấu buông xuống những cái phước quý vị đang làm mới là công đức. Còn cái mà mình ở một nơi nào tu đó mà mình nhiệt liệt, mình giúp đỡ nhiều người lợi ích, thì cái nơi tài sản mà người ta cho mình ở đó, đó là người ta được hưởng phước báo thôi. Còn chừng nào mà cô phải tu, làm sao cô nhìn thấu được cái tài sản này giúp người là điều niềm vui, lợi nhiều người là niềm vui, nghĩ những điều đó là lợi ích cho mọi người là vui hết. Và chính mình dụng công tu, mình nhìn cái ái nhiễm mình hiểu được vô thường, mình nhìn cái tài sản mình hiểu được vô thường, mình nhìn được thọ mạng mình hiểu được vô thường, thì lúc đó mới thật sự sanh công đức. Công đức nó sanh là từ như nhìn thấu buông xuống, nó mới là công đức. Còn nếu như nó chấp vào cái chỗ phước báo đó, mình cho người ta được cơ hội đó là phước báo mình rất lớn, thì nó chỉ là phước báo và hưởng được danh tiếng và hưởng được hiện đời, chứ không phải là công đức. Nó nên từ nơi đó mà mỗi người mình phải nhận thức cho thật là sâu sắc. Như tu Bồ Đề, ngày cúng dường cái nơi cho Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, quý vị biết rằng là khi ngày Xá Lợi Phất đến coi cái chỗ đó thôi nha quý vị, ngày cúng dường một cái tâm chân thật luôn, mua cái mảnh vườn của ngài Kỳ Đà, ngài cấp cô độc, ngài mua vườn của Kỳ Đà, mà ngài Thái tử Kỳ Đà nói rằng là mảnh vườn này tôi muốn bán là không muốn bán, nhưng mà nói cái điều để cho ông này đừng mua. Có nghĩa là mỗi một miếng đất của tôi là ông phải lót vàng kín hết chứ tôi mới bán. Không ngờ ngài cấp cô độc, ngài quý trọng cái đức của Đức Phật quá, ngài mua cái mảnh vườn đó, ngài đem vàng, ngài sức kho sạch hết luôn, kho ngài sức hết luôn, ngài lót vàng, ngài mua miếng đất cho chứ Đức Phật thuyết pháp, giảng kinh thuyết pháp lợi ích cho quần chúng. Ngài Thái tử Kỳ Đà thấy kinh quá, chưa từng thấy điều này. Khi đến thỉnh gặp Đức Phật thử cái vị này như thế nào, mà một cái vị trưởng giả này dám làm điều này quý vị. Cuối cùng lỡ gặp Đức Phật, Đức Phật cảm hóa ông luôn. Ông về ông nói rằng vườn đất, đất thì ông lót vàng ông mua được, nhưng cây ông không lót vàng được, nên đất thì tôi bán cho ông, còn cây thì tôi cúng dường. Nên mới có gọi là ngài cấp cô độc với Thái tử Kỳ Đà và cấp cô độc, hai người kết hợp để cúng dường mảnh đất cho Đức Phật thuyết pháp. Quý vị biết rằng ngài Xá Lợi Phất ngày đến nơi đó thôi nghe quý vị, ngài Xá Lợi Phất ngày đến nơi đó, ngài dùng thần lực của ngài cho ngài cấp cô độc nương vào để nhìn thấy nghe quý vị, thì thấy hiện đời của ông, phước báo của ông sanh ra, phước báo của ông sanh ra, ông thấy ở trên cái cung chờ, trên có cung điện của ông, trên chờ có cung điện của ông vậy đó, vàng bạc mà gọi là mà chiếu vàng bạc, mà trên cung chờ đã có cung điện của ông. Hiện đời của ông tu phước lớn đến mức mà trên cõi chờ đã có cung điện của ông. Nếu như mà ngài cấp cô độc, ngài còn tu thêm cái hạnh giải thoát nữa, thì thật sự ngài mới đúng nguyên lý mà Đức Phật dạy. Còn cái phước báo đó thì ngài thích tu như vậy, thì ngài đã có được cái phước báo ở trên cung chờ, hiện đời thấy luôn, nương vào thần lực của ngài Xá Lợi Phất thấy rõ ràng luôn. Thấy kinh khủng không? Nên từ nơi đó một cái nơi ở mà cho người ta ở, mà nếu như họ làm lợi ích thật sự, họ giúp cho người ta tu, mà cái tâm giải thoát nhất là pháp môn niệm Phật này nè. Nhiều người niệm Phật này là nó đang nuôi cái huệ mạng này, chứ không đơn giản đâu. Không có một cái phước báo nhân duyên nào lớn bằng, nói đây là phước báo nhân duyên, duyên phước nghe, nhà Đức không nói tới công đức nghe quý vị. Duyên phước mà tu, không một duyên phước nào bằng giúp cho người ta niệm Phật để nuôi huệ mạng hết. Nói cho quý vị nghe, quý vị có xây một cái chỗ lớn cho người ta niệm Phật cũng chưa gọi là duyên phước lớn. Mà duyên phước lớn nhất chỉ có đúng giảng giải, có một nơi giảng giải. Tại vì giảng giải mới hiểu. Người mà không được giảng giải là nhất định dù có tu cũng mù luôn, không hiểu và phiền não chắc chứa đầy luôn. Chính quý vị đã gặp Phật pháp có thời gian lâu mà quý vị vẫn phiền não. Nhưng những điều những Đức nói, có rất nhiều người quý vị đã giải được cái khổ, giải được phiền não. Nên quý vị rất cảm ơn những Đức là gì? Có người giảng giải rõ cho mình nghe luôn. Mà những Đức có một nhân duyên rất là lạ. Đây là những chính bản thân những Đức cũng ngồi suy nghĩ, là khi những Đức ngồi xuống, không biết những cái điều những Đức nhớ ra và những điều những Đức giải thích, thật sự mà nói có những cái những Đức đã chưa từng coi qua. Cái này là nói thật lòng quý vị biết, ai mà đã biết những Đức thì quý vị thấy những Đức không bao giờ cầm sách đọc lần nào cả,
chưa từng thấy đó. Mà tại sao những Đức giải thích quý vị nghe rất rõ ràng và nó rất là logic, từng chỗ vị trí, là vì sao? Cái nhân của pháp thí nhiều đời nhiều kiếp, và đời này cái tâm những Đức nó làm ngay chỗ này mạnh lắm, vì những Đức biết nó vô thường và nó sẽ chết ngày mai. Nói mà trong mùa dịch là đã cho những Đức một góc độ rất rất là sâu sắc về vô thường. Và khi những Đức gặp mỗi lần sự cố là cho những Đức thấy một vô thường. Nên bản thân những Đức bây giờ, khi những Đức có tiền bạc vật chất, những Đức sẽ thật lòng những Đức nghĩ về người khác. Và những Đức làm cái gì những Đức cũng nghĩ là cho người ta được lợi ích. Vì những Đức nghĩ rằng tại gia đình người ta có khi người ta cũng chưa chắc được hưởng cái đó. Mà nếu mình có một cái chỗ mình tạo ra mà lâu lâu người ta ghé thăm mình, người ta được hưởng, đó là cho người ta hưởng. Tìm cách làm sao tạo ra để cho người ta đến gặp mình là người ta được hưởng cái bình an, người ta được vui ấy, người ta được vui, người ta được bình an á đó. Nên mình á, tu hành khi mình bị gầy bị la chút mình đừng có buồn. Cái á, mà mình nghĩ rằng á, khi mình vui mà người ta la mình mà mình buồn á, thì mai mốt người ta không la mình là nó chữ nghiệp. Mình cứ an lạc cái tâm mình đi, người ta sẽ không bao giờ la mình nữa. Thí dụ như bây giờ đi, người chồng này la người vợ đi, bà sao bà cứ vui tối ngày, bà cứ hoạt bát dữ gì. Nhưng mà bà cứ như những đứa có một bà chị hai nào, chị dâu nè, quý vị la bà một lần, hai lần, ba lần, bà vẫn bình thường, bà vui bình thường, rồi cuối cùng quý vị nhìn bà, quý vị không bao giờ la bà được luôn. Là vì cái tâm của bà nó không có trỗi lại quý vị. Còn mình là mình bị cái bệnh này nè. Thí dụ như mình đang vui người ta la mình sẽ không vui nữa. Vui chi cho là bị người ta la, thì tức khắc mình sẽ bị la tiếp tục, vì mình chữ cái nghiệp đó lại. Còn nếu như mình quan hỷ vui vẻ thì nó xả nghiệp đó ra. Mà khi nó xả ra là nó hết à. Tại vì cái ngã của mình, nên tôi gì mà bị la, tôi vui gì mà bị la, tôi nhiệt tình gì mà bị la, tôi không vui nữa, thì nó chặn cái nghiệp quý vị, nó không phát ra được. Nhưng mà lúc đó quý vị biết rằng đây là nhân quả, quý vị quan hỷ hết luôn, thì tức khắc nó xả hết. Và khi nó xả rồi là cái người ta sẽ nhìn quý vị không còn cái la gì nữa chứ. Vì nó không có cái chữ la nằm bên trong nữa. Thật sự cái quyển sách thì bị không còn chữ đó nữa, vì chữ đó xóa rồi. Nên mình tu mà mình không hiểu nguyên lý này là bản thân mình, từ cái ngã nó chặn cái nghiệp. Câu này hay nè. Cái ngã chặn cái nghiệp, không cho cái nghiệp giải được, mà nó chặn cái nghiệp lại đó. Nên trong cuộc đời mình mà thật sự bị mình biết được một người bạn, có thể mình găng mà có sự an lạc, găng mà có sự lý giải gì nhân quả và pháp, điều này quý lắm, nó không đơn giản đâu. Nên đó là một cái đại sự nhân duyên tuyệt vời. Nên những đức nói những điều cho quý vị nghe, đây là những cái rất là quan trọng. Quý vị nhớ nghe, cái tâm tham và tâm trộm cắp là một cái cực kỳ đáng sợ, không khéo không bao giờ giải thoát được đâu. Phải xả cái tâm này. Mà ai đã từng có cái tâm trộm cắp, từng tâm tham lam, thì chúng ta từ hôm nay phải niệm Phật. Phải làm sao? Chúng ta phải tạm dừng cái tâm này lại. Tạm dừng cái tâm này lại. Chúng ta đều có cái lòng tham, mà lòng tham mình là ở thế giới cực lạc. Và cái tham vọng của mình là phải về cực lạc rồi mới trở lại giúp bao nhiêu chúng sanh. Từ tài thí pháp thí vô thí, mình làm thiết lớn luôn. Nhưng hiện đời này làm được thì cứ làm. Làm được rồi quên đi. Đừng có suy nghĩ rằng mình làm ngay cái chỗ không đúng, làm ngay cái chỗ mà người ta không làm được tốt. Đã lỡ làm rồi quên đi. Nó không được tốt bây giờ, nhưng mai mốt nó sẽ tốt. Cái gì xây ngôi chùa này nó chưa có người tu, nhưng mà mai mốt sẽ có người tu. Đời nào kiếp nào nó sẽ có người tu, yên tâm đi. Nên nó chưa sanh phước liền, nhưng mà nó sẽ sanh phước về tương lai. Nhưng mà nếu như gặp ngay cái chỗ mà người ta tu liền mà bỏ vào thì nó sanh liền luôn. Cái đó là cũng là cái duyên á, chứ không phải đi tìm mà ra đâu. Cái người ta gặp cơ hội, như những đức đến ngôi nhà này, có rất nhiều người người ta rủ những đức đến nhà người ta, nhưng mà những đức lại đến ngay cái nhà mà những đức chưa từng biết. Cái này nó không đơn giản đâu quý vị. Nó là một nhân duyên đưa đẩy mình, chứ không phải là mình muốn mà được, mình kêu mà được. Có khi mình kêu người ta không đến, nhưng mà cái duyên nó đưa đẩy người ta phải đến nơi đó. Nên mình phải tin nhân quả là cái rất quan trọng. Tin nhân quả rồi, một là không có tâm trộm cắp, nó không có tâm mà gọi là phan duyên, mà đều có tâm tùy duyên thì mới nó an lạc được. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.